Trận chung kết giải bóng đá Luzhansk Football League giải hạng 3 của Argentina đã kết thúc với màn đánh nhau kịch liệt giữa hai cầu thủ của hai đội. Tuyệt vọng về khả năng gỡ hòa và tức tối vì thua cuộc, tiền vệ Lucas Torres đã có pha bay người vào bóng bằng hai chân đủ chất bạo lực khiến cầu thủ của La Union de Lagu phải đau đớn lăn lộn trên sân. Mọi thứ trong cuộc sống đều có mặt trái của nó và bóng đá cũng không phải là một ngoại lệ. Bên cạnh những pha bóng đẹp, những bàn thắng đầy cảm xúc hay vô vàn những điều tuyệt vời mà bóng đá mang lại, thì vấn đề tiêu cực như bạo lực trên sân cũng là một trong những vết nhơ của môn thể thao vua. Có rất nhiều yếu tố để dẫn đến hậu quả là những pha bóng rất nguy hiểm, nhẹ thì không sao hoặc chỉ bị trầy xước, còn nặng hơn thì có thể dẫn tới những chấn thương như gân khêu, dây chằng, vỡ sụn, gãy tay, gãy chân hoặc thậm chí là ảnh hưởng cả tính mạng. Và hôm nay, chúng tôi sẽ tổng hợp những pha bóng thô bạo như thế và xin gửi đến các bạn qua clip khi cầu thủ sử dụng công phu thiếu lâm để đá bóng. Trong một trận đấu căng thẳng giữa Atlético Los Andes và CA Brau de Adorogu thuộc khuôn khổ Primera B Nacional, tương đương giải hạng 2 Argentina, trong tình huống bóng được hậu vệ bên phía CA Brau phá ra xa khung thành sau pha chơi bóng của đối phương, cầu thủ tuyến 2 bên phía Los Andes băng vào nhằm tung ra cú đá bồi. Nhưng trong một tình huống ham bóng, số 11 bên phía CA Brau đã có pha cao chân có phần bạo lực hướng thẳng bóng vào phần dưới cầm của cầu thủ bên phía Los Andes và khiến anh này phải tiếp tục trận đấu với hàng loạt băng bó và máu me ở cổ. Trong một tình huống bóng bổng, tưởng chừng như chẳng có gì nguy hiểm, Bruno Alves đã có một cú đạp bóng trúng người ngay ở giữa sân như trong phim võ thuật vào lưng của cầu thủ mang áo số 6 bên phía Galatasaray. Pha bóng khiến người xem có cảm giác như sân vận động hôm ấy là một phim trường chứ không phải là nơi để chơi bóng. Ngoài đầu tóc rậm rạp đầy nghệ sĩ của mình, Marouane Fellaini luôn được biết đến là một cầu thủ thường hay sử dụng tiểu xảo nhiều nhất. Và nạn nhân lần này của tiền vệ người Bỉ là Zabaleta của Man City, khi Fellaini đã tặng kèm cho cầu thủ người Argentina một cú giật cùi chỏ cho sự theo kèm nhiệt tình, mặc dù tiền vệ khi đó đang khoác áo MU đã kiểm soát bóng thành công trong tình huống này. Với cái đầu trọc, lối thi đấu lăn xả cùng bản tính nóng nảy, Pepe luôn khiến các tiền đạo phải dè chừng mỗi khi đối mặt. Trong tình huống này, tiền đạo đối phương đã lăn ra ngã ngay trong vòng cấm của Real với sự theo kèm của Pepe và hậu vệ người Bồ đã trút giận liên tục bằng hàng loạt cú sút vào đối thủ khi cho rằng anh đã thi đấu hợp lệ và tiền đạo đối phương đã có cú ăn vạ dơ bẩn. Do vấn đề bên ngoài sân cỏ cũng như việc cạnh tranh ngôi vương tại La Liga, những trận đấu derby thành Madrid căng thẳng không kém gì những trận El Clasico. Vốn dĩ sở hữu bản tính nóng nảy, Diego Costa sau khi chứng kiến Dani Carvajal bên phía Real chơi xấu đồng đội Thomas Partey, cầu thủ của Atletico nhanh chóng lao vào trả đũa với pha đốn hạ hậu vệ người Tây Ban Nha. Tình huống này đã khiến mọi thứ nóng lên với sự can thiệp của các cầu thủ hai đội cũng như ban huấn luyện hai bên. Trung vệ Sergio Ramos luôn nổi tiếng với lối chơi máu lửa và không ngại va chạm. Trong mắt của các anti-fan thì anh là một cầu thủ có lối chơi bẩn. Thế nhưng đối với các cổ động viên của Real và La Roja thì Ramos lại là người hùng có thể làm mọi điều để bảo vệ thành quả của đội bóng. Và để kèm cặp một tiền đạo tinh quái như Suarez, Ramos cũng đã lấy độc trị độc bằng cú đánh như đang tập võ vào mặt của ngôi sao người Uruguay trong tình huống này. Ở Premier League, trận derby vùng Merseyside cũng luôn được biết đến với sức nóng trong sân. Tình huống Holgate bên phía Everton trong pha theo kèm Roberto Firmino bên phía Liverpool đã có pha đẩy sâu đầy thô thiển khiến Firmino lăn ra phía khán giả.
Hậu vệ người Anh lúc này như muốn trút giận lên những khó khăn mà tiền đạo người Brazil gây ra cho anh. Firmino sau đó đã không kiềm chế được và nhanh chóng chạy lại để dạy dỗ cho cầu thủ sinh năm 1996, nhưng đã bị trọng tài can ngăn. Có thể những màn biểu diễn kỹ thuật của Neymar là rất mãn nhãn với người xem, nhưng đối với đối phương thì đó là một sự sỉ nhục. Thế nên ngôi sao người Brazil sẽ thường xuyên bị các đối thủ căm ghét và triệt hạ nếu có cơ hội. Trong tình huống này, Ocampos bên phía Marseille đã có pha phạm lỗi từ phía sau với Neymar. Cầu thủ sinh năm 1992 đã không kiềm chế được và nhanh chóng bật lại đối thủ. Trong một trận siêu kinh điển truyền kiếp giữa Barcelona và Real Madrid, Samuel Umtiti bên phía Barca nhận thấy sự hạn chế tầm quan sát của trọng tài đã nhanh chóng kéo vai Ronaldo và khiến CR7 ngã xuống ngay trong vòng cấm của đội bóng xứ Catalonia. Tưởng chừng sẽ có một quả penalty cho Real, thế nhưng việc thường xuyên diễn kịch của CR7 đã khiến anh phải rời sân oan ức trong tình huống này. Suarez thoát súng đầy thuận lợi sau đường truyền đầy tinh tế của Messi. Thủ thành Keylor Navas của Real đã nhanh chóng băng ra để cứu vãn tình hình bằng một pha bắt bóng dứt khoát trong tình huống này. Nhưng với sự tinh quái của mình, Suarez đã nhanh hơn với pha nhấc bóng và ngã như thực, khiến cho trọng tài đưa ra quyết định là một quả phạt đền cho Barca trong sự ức chế của thủ quân Ramos bên phía Real. Video xin được phép tạm dừng tại đây. Đừng quên để lại bình luận của các bạn bên dưới và nhấn subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.